Kính thưa quý vị, 2 tuần lễ trước kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ chính thức thông báo ủng hộ châu Phi có 2 ghế thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an. Mỹ lần đầu tiên cáo buộc Trung Quốc trực tiếp hỗ trợ vũ khí Nga trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Chính quyền Nga tỏ ra thờ ơ với cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất giữa 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Pháp có thủ tướng mới gần 2 tháng sau bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, đúng vào lúc kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paris 2024 khép lại với lễ bế mạc để lại nhiều ấn tượng. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Từ hàng chục năm nay, cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc luôn được coi là húy kỵ, bất chấp việc định chế đầy quyền lực có sứ mạng duy trì hòa bình được lập ra sau Thế chiến II ngày càng bị chỉ trích là không còn đủ năng lực thực thi sứ mạng này. Những tháng gần đây, vấn đề cải tổ lại được đặt ra khẩn thiết. Theo giới quan sát, hơn một nửa quyết định của Hội đồng Bảo an liên quan đến các vấn đề an ninh của châu Phi và hơn 1/3 cuộc họp của Hội đồng Bảo an trong năm 2023 liên quan đến lục địa 1,5 tỷ dân nhưng mới chỉ có 3 ghế không thường trực. Từ New York, thông tín viên Karen Newton cho biết cụ thể. À l'heure actuelle, les pays africains se partagent 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité attribués pour 2 ans. Hiện tại, các nước châu Phi có 3 ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an, được phân bổ luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm. Tuy nhiên, theo đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield, số ghế này là không đủ. Đại sứ Mỹ giải thích, xin trích, vấn đề là những chiếc ghế được bầu này không cho phép các nước châu Phi được hưởng lợi đầy đủ từ những hiểu biết và tiếng nói của họ trong hoạt động của Hội đồng. Đây là lý do tại sao mà ngoài việc trao quyền thành viên không thường trực cho các nước châu Phi, Hoa Kỳ cũng ủng hộ việc lập ra 2 ghế thường trực cho châu Phi trong Hội đồng Bảo an. Đây là điều mà các đối tác châu Phi đang tìm kiếm, và chúng tôi tin làm như thế là đúng. Tuy nhiên trong hiện tại, mong muốn hàn gắn quan hệ với châu Phi của Washington vẫn khó thành hiện thực. Trước hết bởi vì bản thân các nước châu Phi vẫn chưa quyết định được xem nước nào có thể làm thành viên thường trực. Tiếp theo đó là câu hỏi nhạy cảm về quyền phủ quyết. Theo kế hoạch của Mỹ, chỉ có 5 thành viên thường trực lịch sử, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh, mới được giữ quyền này. Và cuối cùng, để được thông qua, dự thảo nghị quyết trước tiên phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, và sau đó phải được 4 thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an chấp thuận và được 2/3 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ủng hộ. Karine Newton, New York RFI. Theo chính quyền Nga, thì Hội đồng Bảo an là điển hình cho sự thống trị của phương Tây, với việc 3 trong số 5 thành viên thường trực là nước phương Tây. Cuộc đấu giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Nga, với châu Phi nói riêng và các nước phương Nam nói chung, đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine. Trên thực tế, cho dù đa số các nước phương Nam không tham gia các trừng phạt của phương Tây chống Điện Kremlin, đa số các nước phương Nam đã bỏ phiếu lên án Nga xâm lược Ukraine trong tất cả các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trái ngược với luận điệu tuyên truyền của Moscow, Pháp, quốc gia phương Tây thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, hiện đang nỗ lực vận động không chỉ cho việc mở rộng ghế thành viên thường trực cho các nước ngoài phương Tây, mà còn chủ trương giới hạn chặt quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực để sao cho các nghị quyết của Hội đồng ngăn ngừa các cuộc chiến tranh, thảm sát, không bị lá phiếu của một quốc gia duy nhất chặn đứng. Sáng kiến do Pháp và Mexico đồng chủ trì hiện nhận được sự ủng hộ của hơn 100 thành viên Liên Hợp Quốc. Hôm 10 tháng 9 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell khẳng định là Trung Quốc đang cung cấp cho Moscow các hỗ trợ rất lớn để tăng cường cỗ máy chiến tranh, đổi lấy việc Nga chuyển giao cho Trung Quốc nhiều công nghệ quân sự về tàu ngầm và tên lửa, vốn được kiểm soát chặt chẽ. Theo trang mạng Politico, với tuyên bố nói trên, Washington đã nâng mức độ chỉ trích nhắm vào Trung Quốc trước phát biểu của Thứ trưởng Campbell. Hoa Kỳ thường chỉ tập trung lên án việc Bắc Kinh cung cấp cho Moscow các mặt hàng lưỡng dụng có thể được dùng trong quân sự. Phát biểu được Thứ trưởng Kurt Campbell đưa ra với báo giới sau cuộc họp với các đối tác Liên hiệp châu Âu và khối NATO tại Brussels. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh là vấn đề này hoàn toàn không liên quan đến các mặt hàng lưỡng dụng và cho biết thêm, xin trích, chúng tôi đang chứng kiến những nỗ lực ở cấp cao nhất của chính phủ hai nước nhằm cố gắng che giấu hợp tác đáng lo ngại này. Theo Thứ trưởng Mỹ, thì các công nghệ mới mà Bắc Kinh đang tiếp nhận sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho Hoa Kỳ mà còn cho cả Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Báo Anh The Financial Times dẫn lại nguồn tin của giới nghiên cứu hải quân Mỹ. Theo đó, tàu ngầm loại 096 đời mới trang bị tên lửa đạn đạo hạt nhân của Trung Quốc đang được phát triển với sự hỗ trợ của công nghệ Nga, đặc biệt khiến động cơ ít gây tiếng ồn hơn. Một công nghệ tiên tiến mà cho đến nay Nga không muốn chia sẻ với Trung Quốc. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, 2 ứng viên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ có cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất trên truyền hình. Cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine là một chủ đề trọng tâm. Điện Kremlin phản ứng ra sao? Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjapri
cho biết ẩn đằng sau thái độ thờ ơ của nhà cầm quyền Nga, Moscow dường như vẫn nghiêng hẳn về phía cựu Tổng thống Donald Trump. Premier commentaire affichant l'indifférence donnée ce mercredi matin sur Radio Sputnik par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Bình luận đầu tiên thể hiện sự thờ ơ được đưa ra vào sáng thứ Tư ngày 11 tháng 9 trên đài Sputnik. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói, xin trích, hãy tưởng tượng một trận đấu giữa hai võ sĩ trên tàu Titanic. Sau trận đấu, mọi người tranh luận về việc ai thắng, ai thua, nhưng chuyện này có tạo ra khác biệt gì đâu, vì chỉ 15 phút sau, con tàu Titanic sẽ đâm vào tảng băng trôi mà thôi. Bất chấp việc thái độ thờ ơ đã được thể hiện rõ bởi một quan chức cao cấp, đến giữa trưa, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tiếp tục nhấn mạnh, thật không may, chúng tôi không thể theo dõi cuộc tranh luận vì diễn ra vào lúc nửa đêm theo giờ Moscow, nhưng sáng nay, chúng tôi đã xem và đọc các báo cáo. Rõ ràng chúng tôi nhận thấy cả hai ứng viên đều đề cập đến Tổng thống và đất nước của chúng tôi. Và rõ ràng là nước Mỹ nói chung, bất kể là ứng viên nào, vẫn duy trì thái độ thù địch và tiêu cực đối với đất nước của chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Trên thực tế, đằng sau các lời lẽ khẳng định hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là như nhau, quan điểm thực sự của Điện Kremlin có thể được thể hiện qua phát biểu của một nhà bình luận chính trị được phát đi vào khung giờ vàng của truyền hình. Điện Kremlin dường như nghiêng hẳn về phía ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Xin trích, lập trường của Donald Trump có vẻ mang tính xây dựng hơn. Ông ấy hiểu rằng chiến dịch quân sự đặc biệt không phải tự nhiên mà được tiến hành. Ông Trump cho biết Nga có lý do riêng để bắt buộc phải áp dụng các biện pháp cực đoan này. Hãy xem mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Trump trở thành Tổng thống. Anisel Jabri, Moscou, RFI. Trong tuần qua, sự kiện không thể bỏ qua là lễ bế mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Đây cũng là sự kiện cuối cùng khép lại hai kỳ Thế vận hội mà nước Pháp lần đầu tiên đăng cai. Sau khi ngọn lửa Thế vận được thổi tắt, Stade de France biến thành một vũ trường khổng lồ. 5.000 vận động viên khuyết tật có mặt cùng 65.000 khán giả tiếp tục sống trong không khí Paris Edinfête. Paris là một ngày hội như tên tác phẩm tự thuật của văn hào Mỹ Hemingway. Với các tiết mục âm nhạc điện tử do cây đại thụ Jean-Michel Jarre, 76 tuổi, người mở đường cho nhạc electro của Pháp chủ trì. Tất cả hòa cùng một nhịp với những giai điệu đã trở thành kinh điển của dòng nhạc điện tử như Paris Stadium, Time Machine Stadium. Việc khép lại hai kỳ Thế vận hội, nơi âm nhạc của thể thao, công chúng và vận động viên hòa quyện, mang lại một thông điệp rõ ràng, bởi đây là hai yếu tố biểu tượng cho sự mở rộng vòng tay đoàn kết, cho tình huynh đệ, lòng bác ái, như tâm sự của ông hoàng âm nhạc điện tử Pháp Jean-Michel Jarre. Những người hâm mộ cũng khó lòng quên được ca khúc đối với nhiều người đã trở thành huyền thoại, Vivre pour le meilleur, tạm dịch là Sống hết mình, của John Hallyday, ra đời 25 năm về trước qua trình diễn của nữ ca sĩ Pháp Santa. Des hommes qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe et les femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour sans Dieu ni loi. Ca khúc Vivre pour le meilleur nói đến sức mạnh vô song của tình yêu. Khép lại kỳ Paralympic, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế cho người khuyết tật nhắc nhở cam kết của chính quyền vùng Île-de-France và thủ đô Paris về việc tạo điều kiện để toàn bộ 13 tuyến xe điện ngầm của thủ đô có thể trở nên thuận tiện cho người khuyết tật. Một thách thức khổng lồ. Hai ngày trước khi Paralympic bế mạc, Tổng thống Pháp đã chính thức bổ nhiệm Thủ tướng 2 tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội. Thách thức để chính phủ mới có thể trụ lại được, có thể đưa ra được các chính sách đúng hướng, hợp lòng dân cũng là rất lớn. Nhiều người tin tưởng lực đẩy của tinh thần Thế vận hội Olympic và Paralympic vừa được khơi lên tại Pháp sẽ giúp cho xã hội Pháp có thêm sức mạnh vượt qua. Que l'amour